Hello, xin chào toàn thể quý khách hàng thân mến đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của nhà em xe ba bánh anh Quân. Thì hôm nay anh Quân của nhà em sẽ review về cái khung thô của con xe máy dầu để cho mọi người có thể phân biệt và sẽ so sánh. Đấy. Đây bây giờ sẽ quay một vòng này. Con xe này thì em đang dần hoàn thiện nha mọi người. Em sẽ review một cái video ngắn thôi để cho các bác có thể xem video và so sánh giữa những cơ sở này và cơ sở khác thì để các bác có thể đặt mua ở những cái cơ sở uy tín và chất lượng. Đấy. Rồi bây giờ em giới thiệu phần đầu này. Thì nó cũng sử dụng phột độ giò gà. Đây, nó vẫn là sử dụng phột độ giò gà, mỗi bên là 3 ti. Mỗi bên là 3 ti. Đấy, đàn hồi phụ giám sát rất là tốt nha mọi người nhé. Mai ơ thì được độ lại bằng sắt này, có kê thêm mấy cái đường này để nó có thể chịu tải chịu lực nó ok hơn nha các bác nha. Lốp đằng trước là xài lốp 500 trừ 12 lốp lớn. Đó, có bắt rè nữa nhé. Đây là em chưa có hoàn thiện xong đâu, thì sẽ quay những cái phần này để cho các bác biết thêm chi tiết về con xe máy dầu đó, để mình có thể lựa chọn, mình có thể đặt mua nó ok hơn nhé. Đó, những con ốc này nhà em làm rất là kỹ này. Đấy, đều được lốp kê bằng hai con ốc nha mọi người. Đó, cốt rất là to này, hai con ốc này. Khung của phụ thì được làm toàn bộ là sắt đặc. Đó. Đèn đằng trước là xài đèn led tròn sao bóng, có xi nhan, đồng hồ đầy đủ nha mọi người. Cổ bi là xài cổ bi 150, cổ bi lớn thì thường mọi người hay thấy là cổ bi lớn thì nó phải là cổ bi bao nhiêu. Đó, thì nhà em làm cổ bi 150. Thì mọi người thấy thấy cốt rất là to. Và được sử dụng tay lái vô lăng. Đó, vô lăng rất là nhẹ. Đó, các bác thấy không, rất là nhẹ luôn. Đây là em đang xoay có một tay thôi đấy nha, rất là nhẹ nha mọi. Đây là đầu đôi tin của nó này. Đó, đã được nhà em tiện chế lại sao mà cho nó dài hơn, cái cốt này nó dài hơn thì đưa lên thì nó sẽ vừa tầm, với nó sẽ là phù hợp với tất cả cái khách hàng, tất cả mọi người để ngồi sao cho nó với nó ok. Đây là cái phần mà xi nhan và còi đó. Vai là được sử dụng vai đôi, vai đôi. Đó, vai đôi rất là dày. Hộp 510 dày 3 ly nha mọi người nhá. Và phần cổ này nhà em có ke ốp đầy đủ mọi người thấy này. Cái miếng này nhà em đã CNC 5 ly, rất là dày luôn. Đó, rất là ok mọi người nhá. Kết nước là xài kết nước mới này. Động cơ con xe này là xài máy dầu Kubota 4 máy V1405. Đó, V1405. Máy thì nhà em là sử dụng máy Nhật bãi. Đó, hộp số là được xài hộp số Hyundai 1 tấn 25, đời 2006 thì nó sẽ được gọi là bọt tơ nha mọi người nha, đời cao đó, đời còn chưa hết đời cơ. Đây là bình dầu côn này, nó hay bị chóa quá. Đây là bình dầu côn, chân đạp côn đó. Nói chung là vẫn chưa có hoàn thiện xong đâu, nhưng mà em sẽ quay như vậy cho mọi người để mọi người có thể biết thêm về con xe. Đây là cái phần bát chân máy, bát chân máy thì mọi người thấy là đều được lốp kê bằng hai con ốc, rất là ok mọi người nhé. Quạt gió này, con này thì có chế thêm thắng tay, thắng tay ô tô theo yêu cầu của anh khách. Đây là cần gài số mạnh, cần gài số mạnh. Còn khung sườn của con xe này là được sử dụng là sườn hộp 4 ly chập làm 3, 1, 2, 3 cây này, được trải dài xuống hết hết khung đó. Và ngoài ra thì còn kẹp thêm một cái cây này ở ngoài nữa đó, để chống có bị vạy sườn nha mọi người nhé, rất là ok luôn đó. Hộp số thì 1 tấn 25, lúc nãy em có nói rồi đó, cắt đăng là giá cắt đăng zin, cái tăng zin của nó này. Và có trang bị thêm hộp số mạnh nhanh chậm của máy dầu đó. Đây, hộp số mạnh của nhanh chậm đó, cũng được lốp kê bằng hai con ốc luôn, rất là ok. Cắt đăng của nó đây đó, mọi người thấy bình ắc quy thì được xài là bình 12V 50A, bình Đồng Nai, bình này bình khô, có độ cóp mát thì mình có thể tắt cóp mát đi khi mà mình không sử dụng nữa, nó sẽ tránh trường hợp bị chập điện nha mọi người. Còn về phần nhíp là xài nhíp ABM của ô tô, đóng ắc nhíp bơm mỡ. Đấy. Đó, ắc nhíp bơm mỡ này. Thì cái nhíp này là những cái loại xe tải hàng ABM này. Đó, xe tải nó hay dùng nha mọi người. Rất là cũng. Lốp là sử dụng lốp đôi, lốp 550 trừ 13. Lốp đôi 550 trừ 13. Cầu là xài cầu Trường Hải, cầu một ô tô 1 tấn 4 này. Nhíp này thì nhà em toàn bộ là xài nhíp 12 lá hết nha mọi người nhé, nên là mọi người không cần phải yêu cầu đôn nhíp nữa đâu. Đó, em xài toàn bộ là nhíp 12 lá. Đây là ống dầu của nó này. Đó,
cái miếng tập nhíp thì cũng được là làm dày thêm. Đóng ắc nhíp bơm mỡ đầy đủ hết. Đó. Lớp đôi. À, có bắn thêm một miếng cao su trải dài nữa. Bình dầu Ben thì xài bình dầu Ben inox lớn. Đấy. Đây là cái phần hộp bình dầu thắng. Xài thắng dầu nha mọi người. Cần gài gần gạt Ben. Hộp số là xài hút dây 5 tiếng một lùi. Vô số rất là nhẹ luôn. Đó. Số 1 này. Vô số lùi này. Đó. Rất là nhẹ mọi người nhé. Máy dầu của ta 4 máy này. 4 máy. Con này V1405 thì nó tương đương với lại là 30 mã lực. Xài toàn bộ bơm lớn hết. Chân ga, nói chung là chân ga này. Nhà em vẫn đang trong một quá trình hoàn thiện. Tắt bật chìa khóa này. Đấy, rất là ok. Thì có gắn thêm 2 ti ben đầy đủ nha mọi người. Vì nó còn chưa có thùng, lên thùng nữa với lại hoàn thiện nữa là xong. Thì mọi người có nhu cầu mua xe bằng máy dầu, máy xăng, xe gắn cẩu thì mọi người liên hệ cho em theo hotline 0845 134 134 hoặc là kết nối Zalo 0845 134 134 thì em sẽ tư vấn và báo giá cho mọi người những cái mẫu xe mọi người đang tìm hiểu. Thì mỗi một khách hàng nó sẽ gặp một cái mẫu xe khác nhau, một cái nhu cầu công việc khác nhau. Thì mình cứ liên hệ cho em vậy để em tư vấn và giải đáp thắc mắc cho mọi người nha. Thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.